đang đi vô chuồng của anh khách này để xem mấy con bò và quay phim bán dùm cho anh mấy con bò kìa. Hôm nay anh bán bò gì? Ở đây thì trong chuồng anh thì hiện có 3 con, đi 4 con. Bên kia có con còn bên kia nữa kìa. Ba con kem Pháp với lại một con anh rước nha. Con bò bên kia tình trạng nó sao anh? À, con kia anh để lại anh bán hai cái. Con này 2 tháng rồi, con này 4 tháng rưỡi. Là tình trạng là giờ anh bán con nào với con này? Con này với con kia, con này có chữa 4 tháng rưỡi, con kia là được 2 tháng. Con kia con kem này. Bán con này với con anh rước thôi. Con anh rước kia là tình trạng là mang thai chưa? À, anh cái là 2 tháng rồi. Nhưng mà phải khám được mấy nhám lạnh. À, thì cứ bán bình thường gì mà là giá thường. Giá bình thường chứ không có giá chữa. Tại chữa là phải khám. Đúng rồi. Còn như mà, con này 4 tháng rưỡi lên 3. Tình trạng con này 4 tháng rưỡi ha. Với lại con anh gớt siêu cọp. Ở đây thì tình trạng con này cũng phối tinh được 2 tháng rồi mà chưa có khám được nên anh bán bò giá không có chữa nha. Bò này thì nói chung là con này thì anh có đã định giá sẵn chưa? Thì bình thường kia anh bán em định giá dùm anh đó, được thì coi giá sao tại anh tính bán này nghỉ luôn á, giờ công chuyện nhiều quá bỏ rồi. Con này hả? Bán lẫn ha? Bán lẫn bán không chữa hả? Chứ nó chắc cú luôn rồi đó, bán 2 tháng. Đẹp quá. Con bò cái em biết qua 3 nước rồi đó. Điều nó còn nhỏ quá mà anh phối uổng. Chuyện anh nhiều quá giờ anh còn hết làm nổi rồi. Dạ. Ở đây nó ngoài nữa thì bộ u nó làm không nổi. Chân móng đi đứng hoàn thiện ha anh chị. Con này con anh rất siêu cọp. Nói chung bò này thì nói chung là cái chiều cao của nó thì cũng tương đối tầm trung chứ không có lớn. Lớn là con này nè. Con kem Pháp này là con kem Pháp bông bướm ha. Đầu trụi tốt tàn lắm. Con này thì nó rơi vào khung xác lớn xác nhất. Kem Pháp này thì cái giá nó cũng nằm từ hàng 3 anh chị đó, thì không biết nhiều thì bây giờ em sẽ thương lượng trực tiếp với anh chủ nhà và đưa ra quyết định cho anh chị chúng ta lựa chọn, mình coi cho mình phù hợp túi tiền với mình hay không ha. Giờ con này theo anh định bán nhiêu được? Thì anh nói thật chị, khi được cái bò anh hồi xưa giờ em định giá mà con này theo cái giá em định nha. Đã. Anh được thì bán, còn không được của anh, còn của anh. Okay. Ở đây địa chỉ chính xác là ở Phú Lễ của huyện Ba Chi anh chị. Hôm nay em có đến đây chuồng trại của anh khách này để em ghi hình và báo giá một cái đôi bò, một con chữa anh Good siêu cọp bơm tinh 2 tháng, khả năng đậu thai khoảng 70%. Và cái con bò kem Pháp bao chữa, con này thì bao nha, còn con kia thì chưa khám được nên chưa có bao. Kem Pháp này theo tầm giá tầm 30 triệu anh bán không? Thì em định giá thì em thấy sao hợp lệ, hồi xưa giờ anh nhờ em mà còn em định giá cho anh. Theo anh thấy, theo em thì em đang hỏi anh mà, theo 30 triệu chị anh bán không? 30 triệu. Chữa bao, chữa 4 tháng rưỡi. Chữa gì anh? Không độ giảm, biến nhạm cái gì nữa. Cao lớn lắm. Dạ, nhạm cái thì anh có tại đó, chữa không độ rứt đực á. Để nhạm giảm cái. Thì hôm rồi anh có khám thử mấy bò kia, con này cũng chữa 4 tháng rưỡi. Sao con này 30 triệu anh bán được không? Thì em thấy sao vừa thì em định giá, biết giá cái một là vừa anh vừa mua là được. Thì em định giá anh đâu nói gì đâu. Thì anh bán thường á. Anh thấy anh bán được thì em phát sóng thôi chứ đâu có gì đâu. Thì được, em coi. Con này theo em thì tầm khoảng 30 triệu thì giá nó rất hợp lệ, không okay, mắc. Cũng không rẻ. Em hợp lệ là được. Bò này anh chủ nhà quyết định bán cho anh chị giá 30 triệu luôn nha. Tốt lắm, xác nhất, chiều cao em đo thử luôn cho anh chị xem.
chứ để nhiều khi anh chị nói ngốt vô đây nó làm giá, nó bơm giá dùm cho khách hàng, không có nha. Em là 1122 chứ không có vụ mà bơm giá dùm cho ai hết á. Em thấy vừa người bán vừa người mua là em phát cái giá thôi. Con này chiều cao tại phía sau khu là 1m39 anh chị. Chiều cao tại phía sau khu là 1m39 anh chị, nghe rõ nha. Là anh chị biết cái khung hình của con bò này như thế nào rồi. Rất là tốt luôn, đầu trụi lũi luôn ha, lông da bóng giận luôn. Qua bự xương chậu khá là rộng, anh chủ nhà đứng đằng kia mà con bò nó như thế này anh chị biết rồi. 30 triệu là một cái mức giá không hề rẻ mà cũng không phải là mắc. À, với tầm giá hiện tại bây giờ thì con này thì nó, anh chủ nhà nói là nó khoảng tầm 70% mang thai đúng không anh? 70%, nhìn rất là bóng bẩy luôn. Và con anh Good này thì chiều cao tại phía sau khu của nó em đoán không lầm chắc tầm khoảng từ 1m28-1m29 bò. Chút nữa đo thử cho anh chị luôn. Và con này thì mình mua về mình nuôi thì sau này nó cũng lớn lên chắc tầm khoảng từ 1m32-33 là hết ha. Và khung hình này thì anh chị có thể mua về để là nuôi làm bò nền, bởi vì cái dòng anh Good này rất là chuộng, khách hàng rất là chuộng bởi vì nó rất là mát sữa. Đầu thì đầu trụi ha. Lên cọp. Con này rất mát sữa luôn. Đây anh chị nào cảm thấy thích muốn mua thì anh chị liên hệ với em. À, bò này thì em bấm giá để cho mà được cái giá để mà anh bán ha. Con này tầm giá tầm khung tầm 22 triệu. Nói chung là nguyên cái chuồng này là của anh là lúc trước là nó đầy luôn anh chị. Đó, anh đợi con nào có thai anh mới bán. Nó thì hôm nay còn lại hai con cuối cùng. Giá này 22 triệu anh chấp nhận bán đúng không? Rồi anh dám chắc chứ được con nó chữa khoảng 80%. 80-90% luôn anh chị. Nói chung là chưa khám được nhưng mà anh chủ nhà đảm bảo với anh chị là con bò này khoảng 80-90% ăn thai. Đúng rồi, bữa nay em thấy nó lên, bữa nay em thấy nó lên rõ ràng luôn. Màu nó cũng đẹp. Con này anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em ha. Khả năng mang thai rất là cao, đòn khá dài. Con này thì sau này anh chị mua về nuôi thì nó lên tầm khoảng từ 2-3 chấm bò nữa là chuyện bình thường ha. Đây. Chiều cao tại phía sau khu của nó thì để em đo thử luôn cho anh chị xem nè. Chứ để nhiều khi anh chị nói là em đi quay phim rồi giá cả tự bơm cho khách, không có nha. Em vô em thương lượng rõ ràng, nếu mà anh chủ nhà chấp nhận không bán hoặc là không bán thì anh cũng có quyền phản ứng mà. Nè, máy 28 chiều cao tại phía sau khu nha anh chị. Và con này thì phối tinh được 2 tháng, tình trạng chưa bao chữa. Đối với hàng bò này khi mà anh chị nào có nhu cầu mua thì mình có thể được quyền kiểm tra trước khi thanh toán, có nghĩa là dẫn bò đi đến đi tới đi lui để kiểm tra về tổng thể con bò, tình trạng chân móng đi đứng cũng như là kích thước chiều cao đó thôi. Giá nó quá tuyệt vời rồi anh chị ơi, đâu mà còn cái mức giá phải gọi là thơm như thế này nữa đây. Giá rất là yêu thương, em cũng không có bấm giá rẻ để cho anh chủ nhà thiệt thòi đâu. Đây anh chị xem ha, cảm thấy thích. Chân móng thì nói chung là đẹp. Anh giờ là rút hết vốn đi về bên kia ha. Đẹp lắm anh chị. Rồi thì em cũng đã đến đây có mặt ở tại xã Phú Lễ của huyện Ba Tri. Đó, và đến đây để ghi hình báo giá dùm cho anh khách hàng một cái đôi bò. Mức giá này mà anh chị không mua thì không biết là còn ở đâu mà bán để cho anh chị mua nữa đây. Một kem pháp nó đẹp quá đẹp. Đó. Giá cả thì nói chung tương đối hợp lý để cho anh chị đầu tư. Rồi thì em cũng xin kết thúc cái video đây và gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất dành cho anh chị đã và đang xem chương trình của em. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị, anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Ai có nhu cầu mua thì liên hệ nhanh giùm em ha, 0383777696. Em xin thông báo là em đang có một chuyến xe ghép bò về tỉnh Đà Lạt cũng như là Đắk Lắk. Anh chị nào có nhu cầu mua thì anh chị liên hệ với em. Khoảng 2 ngày nữa là em xe xuất bến về Đà Lạt và Đắk Lắk nha anh chị ơi. Cũng như là sẽ có chuyến xe sắp tới, sẽ có chuyến xe vào tuần sau sẽ đi về Bình Thuận và Sóc Trăng ha. Anh chị nào ở gần liên hệ với em để đi chung chuyến, nhẹ bớt phần kinh phí vận chuyển nha.
Rồi em cũng xin kính chào, hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở video kế tiếp.